bác vừa nghe xong một đoạn test cái dòng loa này. Đúng lẽ ra thì em sẽ mở lớn hơn rất là nhiều để cảm nhận sức mạnh của nó cho sướng. Nhưng mà rất tiếc là em sợ mở lớn lên thì cái mic điện thoại của em này nó không thu được các bác ạ. Nó thu lên là bởi vì nó lớn quá là nó sẽ bị giò, bởi vì cái mic mình không thu nổi. Chính vì em mở cái mức này khá là lớn đấy. Nhưng mà chị không biết là trong cái mic này có thu được hết không. Đấy thì em vừa test xong. Em test bằng cái con đẩy. Em test được con đẩy OK900 các bác nha. Con đẩy đó công suất 900W một kênh này. Đấy, em đánh rất là sướng luôn. Và con vang tan các bác nha. Hoặc chiếc điện thoại. Đấy thì bác nào có nhu cầu dòng loa này thì vui lòng liên hệ em các bác nha. Tôi cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại clip sau ạ.